Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin công đoàn của Báo Lao Động. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần qua. Chiều 18 tháng 1 tại khu công nghiệp Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định tổ chức chương trình Tết Sum vầy Xuân chia sẻ 2024. Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định cùng chung vui và trao quà cho đoàn viên người lao động. Tại sự kiện, ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khi tổ chức chương trình Tết Sum vầy mỗi khi Tết đến xuân về để chăm lo đời sống cho đoàn viên người lao động. Những ngày này, nhiều công nhân người lao động đã bắt đầu lên kế hoạch ăn Tết. Tuy nhiên, trong thời buổi kinh tế khó khăn, giá cả hàng hóa thường xuyên biến động, xu hướng ăn Tết tiết kiệm, ấm cúng được người lao động lựa chọn. Bởi ăn Tết tiết kiệm sẽ giúp công nhân lao động có khoản dự phòng khi có việc khẩn cấp, đột xuất. Hiện người lao động cũng đang mong chờ mức thưởng Tết của các doanh nghiệp để có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt. Phiên chợ Tết Công đoàn năm 2024 do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn ra từ ngày 18 tháng 1 đến hôm nay 21 tháng 1. Với hơn 70 gian hàng giảm giá từ 5 đến 50% so với giá bán thị trường đã giúp người lao động thoải mái mua sắm khi Tết cận kề. Ngoài ra, trong khuôn khổ phiên chợ Tết Công đoàn còn có các hoạt động văn nghệ, văn hóa, trò chơi có thưởng và tư vấn việc làm. Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2024, người lao động có thể được nhận nhiều khoản tiền hỗ trợ như thưởng Tết theo năng suất công việc do doanh nghiệp chi trả, lương tháng 13 theo thỏa thuận với doanh nghiệp và tiền hỗ trợ từ công đoàn. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình đề xuất Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét ban hành nghị quyết tăng mức phụ cấp hàng tháng bằng ít nhất 2 lần mức lương cơ sở đối với lực lượng bảo vệ dân phố. Việc làm này nhằm đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết khó khăn cho lực lượng này. Khi tham gia cái lực lượng này là những người tình nguyện không? Ta vì bộ đội xuất ngũ về, ta muốn tham gia công tác địa phương, hỗ trợ cho địa phương dân mình thôi. Còn nếu mà nó mức lương chắc không đủ rồi. Cái nguy hiểm thì không là tùy theo trường hợp. Không có nhiều trường hợp xui rủi thì chịu nguy hiểm thôi. Còn mà không thì có công an ta hỗ trợ mình nữa. Cái đơn vị ở đây thì chúng tôi là 7 người. Là chia ca theo là một ngày chật 24 tiếng là 2 người. Trong một ngày qua ngày mai tới 2 ngày khác. Cứ xoay vòng, không có nghỉ ngày nào hết. Nói chung thì hồi mà có lúc phụ cấp phụ á, thì anh em cũng hơi lo. Không biết như thế nào. Mà khi thời gian sau này thì nghe là có cái chính sách phụ cấp cho anh em bảo vệ khu phố. Thì anh em bảo vệ khu phố thì cũng có thể là năng động hơn, yên tâm hơn trong cái công việc mình làm việc cho phường, cho nhà nước. Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất tăng mức lương hỗ trợ cho bảo vệ dân phố theo mức lương cơ sở. Cụ thể, trưởng ban bằng 2,15 lần, phó trưởng ban 2,1 lần, tổ trưởng và tổ phó 2,05 lần, thành viên là 2 lần. Bên cạnh đó, bảo vệ dân phố còn được trợ cấp trang phục 2 triệu đồng trên một năm và hỗ trợ mua bảo hiểm y tế tự nguyện hàng năm. Kính thưa quý vị, trong mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay, có một câu hỏi của bạn đọc gửi về cho chương trình như sau. Tôi làm thêm giờ vào dịp Tết để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Vậy thời gian này, bên doanh nghiệp sẽ chi trả tiền lương cho tôi ở mức như thế nào? Với câu hỏi này, luật sư Lương Huy Hà, giám đốc công ty luật Lâu Kỳ sẽ giúp chúng tôi giải đáp ngay sau đây. Người lao động làm thêm vào ngày lễ Tết thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm chi trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động ít nhất bằng 300%. Đấy là chưa kể cái tiền lương ngày lễ Tết đối với người lao động được hưởng lương ngày theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 98 của Bộ luật Lao động. Người lao động mà làm việc vào ban đêm ấy thì được trả thêm ít nhất là bằng 30% tiền lương tính theo đơn trả tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc ngày làm việc bình thường. Mà nếu mà ngày lễ Tết mà người lao động mà còn làm thêm vào buổi đêm nữa, ban đêm ấy, thì người lao động lại được hưởng thêm tiếp tục 20% tiền lương nữa theo khoản 3 điều 98 của Bộ luật Lao động. Cảm ơn những giải đáp vừa rồi của luật sư Lương Huy Hà. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận câu hỏi của bạn đọc qua hộp thư toasoan@laodong.com.vn. Còn bây giờ, thời lượng chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những số tiếp theo.